Sài Gòn, thành phố năng động với không gian đa dạng về văn hóa và ẩm thực. Trong số những địa điểm cà phê độc đáo, cà phê Vật Văn Đình Phùng đã trở thành điểm đến quá quen thuộc với người dân nơi đây. Với hơn 7 thập kỷ tồn tại, quán cà phê này đã chiếm trọn con tim của người Sài Gòn. Tiệm cà phê không có tên, chủ quán cà phê này, bà Tuyết, nay đã 80 tuổi, vẫn đứng bán cà phê hàng ngày. Quán nằm ở lề đường của hẻm 330 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận, Sài Gòn. Chủ quán đã thuê hẳn một căn nhà nhỏ 2 tầng đối diện để đủ sức chứa với các vị khách đủ thành phần, độ tuổi. Dấu ấn cà phê có thể thấy được ở tất cả các vật trong ngôi nhà khi nó ám khói bếp suốt hàng chục năm trời. Trên tường được treo các bài báo từng viết về quán cùng những tấm ảnh kỷ niệm. Nét đặc trưng của quán không chỉ nằm ở tuổi đời, mà còn ở cách thức pha cà phê bằng chiếc vợt thay vì phin như bình thường. Loại cà phê pha bằng chiếc vợt, đun trong siêu nước lúc nào cũng được sôi sùng sục là kiểu pha truyền thống từng rất phổ biến ở Sài Gòn. Thưởng thức ly cà phê vợt sẽ nhận thấy vị thơm, ngon đặc trưng mà các kiểu pha khác không có được. Trước khi người ta uống cà phê pha phin theo kiểu Pháp, thì cà phê pha bằng vợt đã có trước đó. Tuy nhiên, lý do quán cà phê này đông khách không chỉ vì quán cà phê này pha bằng vợt. Cà phê mình á, có điểm đặc biệt á, là chỗ là cái hương vị á, từ xưa giờ vẫn giữ hương vị đó, vẫn giữ hương vị cũ mấy chục năm nay. Đây mình xài tới 4 loại cà phê, một loại là Arabica, cái là Mocha, cái là Cunli, cái là Robusta. 4 cái đó mình rang lại, trộn phối lại, rồi xay ra, nó thành ra cà phê này. Mình giữ hương vị cũ này, thử rằng mấy chục năm nay họ vẫn theo mình. Họ theo mình ba, mình bán ba đời, họ cũng theo mình ba đời. Vẫn con, ăn cháu là lại uống cũng cha truyền con nối vậy đó. Đó. Cái đó là cái niềm vui của mình. Mình bán mình cũng vì đam mê á, thật sự mà cô mê lắm, cô cứ lên về lên về xuống đêm. Đâu có ngủ. Quán cà phê Vật này mở cửa 24/24, suốt 7 ngày trong tuần, quán bán cả những ngày Tết. Bạn có tin rằng bếp lửa này đã chưa bao giờ tắt trong 50 năm nay? Cái bếp này nó chụm mới có hơn 50 năm, chụm suốt ngày sát đêm á, không biết bằng gì không? Bằng cái vỏ đạn. Cái bếp này hồi đó mua thì ở cầu gần cầu Thị Kè, giờ cô lên cô kiếm không có kêu rồi, không thấy nó dẹp không kêu rồi, đi mua đó, mình lên chỉnh mua đó, mua cái bếp đi về mình xài, mình thấy đó, cái bếp cứ hay hoài, bắt công chắc thùng nước ra hoài, mình lên chỉnh mua là thử cái bếp thầy chỉ lên chỉnh mua, mua xài tới giờ luôn, vỏ đạn mà bên năm hai họ cưa ra, họ thấy họ lại họ thấy họ mấy cái vỏ đạn bự bự vậy nè. Nhà này xài đồ cổ mà. Thời công nghệ số, nhưng quán cà phê này lại nói không với công nghệ số. Không Facebook, không Zalo, không điện thoại và không chuyển khoản. Anh Mạnh, con của bà Tuyết nói với chúng tôi. Này là ngay cái mặt lộ á, năm nay nó cũng không có tiện lắm, kẹt xe kẹt cộ nữa. Với lại thực sự ba má mình lại thế hệ anh em mình là 50 mấy tuổi rồi, không có rành công nghệ giống như là mấy cái em mà Gen Z bây giờ đâu, mình không có rành công nghệ đâu. Nhưng dù vậy khách hàng lại chẳng thấy bất tiện chút nào. Cái ngon đặc biệt thôi, người ta họ thích uống lấy đồ cũng thấy ngon vậy mà rẻ nữa, xe rẻ không lấy tiền. Với từng ấy năm kinh nghiệm bán cà phê, anh Mạnh cũng đã quá quen thuộc với sở thích của từng loại khách hàng. Nói chung là buổi sáng cái gu mấy người lớn tuổi thì ta uống cà phê đen nóng, sữa nóng. Còn dân công sở đi làm thì người ta uống cà phê đá, cà phê sữa đá. Còn buổi xế xế chiều chiều tới tối là tuổi trẻ đó thì người ta uống trà đào, nước sâm nha đam, sữa tươi. Ban đêm thì giới trẻ nhiều. Ở đây thì có đứa em trai á, là nó làm anh em, mình làm anh. Rồi mình bán hết ca xong tới ca nó vô bán. Rồi buổi chiều á, chiều là bà xuống bán 4 giờ chiều. Tự bán biết một ngày mà cái luân chuyển vậy đó.
giữa những tiệm cà phê mang đi như cà phê pha bằng máy. Cà phê pha bằng vật giờ chỉ còn đúng vài ba tiệm. Dù vậy, bà Tuyết vẫn luôn muốn các con tiếp nối và gìn giữ lại quán cà phê đã trải qua ba đời này. Sài Gòn là coi như Sài Gòn xưa, xưa cũng còn còn động lại. Thì bởi vì mai một mình cũng vẫn để cho các con nó tiếp nối luôn. Các con rồi cháu, đời này đời thứ ba rồi đó. Bà đời thứ hai, đời thứ ba.